Giao Thừa là về quận nhất, Nguyên Tiêu là về quận 5. Mẹ, thì mai nữa là con được nghỉ Tết rồi đó. Gì nữa vậy trời, mới nghỉ Tết vừa xong nay, ngày mai nghỉ Tết gì nữa con? Thì mẹ coi nè, trên lịch người ta để là Tết Nguyên Tiêu, Tết thì được nghỉ chứ gì nữa trời. Quá à. Bà ơi là bà, để mẹ nói cho con nghe, cái Tết Nguyên Tiêu á là cái lễ hội rằm tháng Giêng, là cái ngày mà người ta lên chùa người ta cúng sao giải hạn, người ta hở kêu các Phật tử tụng kinh niệm Phật để cầu bình an cho cả thế giới. Con nó cũng biết đâu, con thấy Tết được nghỉ chứ sao nữa. Ủa mẹ, nhưng mà cái ngày đó người ta có cúng kiến gì giống Tết của mình không mẹ? Cái lễ hội này á là của gốc người Hoa, thì những cái khu nào á mà có người Hoa sống đông á thì người ta sẽ tổ chức lễ hội rất là lớn luôn. Như ở Sài Gòn mình á thì có khu Chợ Lớn nè, rồi ở miền Trung thì có Hội An nè, người ta tổ chức rất là nhiều lễ hội luôn. Mà thành phố Hồ Chí Minh đây hả, sắp tới đó, ngày mai đó con, là người ta làm rình rang quá trời bên Chợ Lớn luôn. Trời ơi, con đi học tới tuần này rồi mà cũng chưa nghe dân gian có cái câu hả, Giao Thừa là về quận nhất, Nguyên Tiêu là về quận 5. Mai ra quận 5 mà coi. Vậy là không được nghỉ Tết. Làm ơn, lên học bài gấp giùm tôi cái, ngày mai đi học. Tết mà Tết hoài. Biết là gì thấy Tết, thấy để Tết là nghỉ Tết, chứ gì đâu không nghỉ thôi. Biết nó con gái tôi, nó mẹ tôi luôn hết rồi, thái độ dễ sợ.